Nhà dưới quê á, sáng thức dậy là nghe chim hót líu lo hết trơn. Chưa được 6 giờ mà trời đã lên cao rồi. Cái ở phía trước đó là toàn là núi. Thấy gần vậy chứ ở xa dữ lắm đó. Ở Hồ Bắc núi nhiều lắm, nên đi đâu cũng thấy toàn là núi. Núi rất là cao. Còn nhà ở phía đồng bằng ở dưới á, thấy gì chứ ở dưới rất là nhiều nhà luôn. Mình đứng đây mà không có thấy được. Đi chơi chơi gì quả mà xí chùa xưa kia nè á. Dạ. Dạ. Bye bye. Bye bye. Bữa nay ngán cơm rồi, không ăn cơm. Nấu sủi cảo hai mẹ con ăn. Mình nấu cái sủi cảo này ở bên đây người ta thường ăn hấp hoặc là chiên á, nhưng mà mình thích nấu cái kiểu nước súp như vậy nè. Bỏ ít tôm khô với nấm thì vô cho nó ngọt ngọt nước, rồi bỏ cái sủi cảo vô ăn chấm nước mắm. Ăn theo kiểu Việt Nam vậy thôi mà ngon nè, chứ không có ăn mà chấm giống như người Trung Quốc bên đây ta chiên hoặc hấp đâu. Bây giờ chín rồi, xong cái mút gato chấm với cái nước mắm ớt này nữa là hết sảy luôn. Phá chéo của chéo. Nhỏ gái của mình nó ăn cái sủi cảo này, nó ăn cái phần da bên ngoài và thịt nó không có ăn. Sống còn hào xưa mà hào xưa. Ừ, hỏi ngon không? Nó ngon quá. Dễ ăn lắm à, mình nấu đồ ăn Việt Nam cái món nào cũng ăn được hết trơn á. Nữa đi về bên Việt Nam, đi về bên nhà ngoại là không sợ đói. Để cho bà ngoại cái đi đâu cũng được. Ở nhà nấu sáng cái nấu mì, nấu bún, cái gì cũng ăn hết trơn á. Bởi vậy ta nói dễ nuôi, dễ dạy mà. Dạ. Ây dù, rớt nó lại. 2 tuổi rưỡi. Ờ, tới Tết là được 3 tuổi. Từ hồi sinh ra tới giờ chưa về bà ngoại nữa. Đợi tới Tết rồi qua Tết hết dịch thì cho về ngoại ở mấy tháng ở chỗ đã. Con lai Trung Quốc. Cha mẹ đen bởi vì đẻ con ra cũng đen thui. Bây giờ sẽ chạy chiếc siêu xe này để đi siêu thị mua đồ. Mua xong là biết kiếm gì để cân đó. Thôi đó, xin lỗi làm ơn con. Ai dĩ xong hậu là xin lỗi. Phan liền mẹ. Cho vào bánh thủy cha bạc. Chào đó. Bye bye. Bye bye ai dĩ. Mua xong rồi thì hai mẹ con đi về thôi. Đi ra ngoài tính tiền rồi đi về. Cho. Mua đồ xong mình sẽ ghé lấy hàng. Thường thường là mua hàng ở trên mạng á thì gửi về cái chỗ này. Mình đi ra chỗ này gửi hàng, lấy hàng. Cũng gần nhà mình, từ nhà mình ra đây chạy xe tầm 3 phút. Chị chế, cô vô liền cũng phải đi xíu à. Con tới chồng rồi hả? Dạ. Tính vô đi lấy đồ nhưng mà ba chồng mình sẵn tiện đi ra ngoài đây lấy giùm mình rồi. Nên là mình lấy không có. Ở chỗ mình người ta cũng trồng lúa nhưng mà cây lúa nó cằn cỗi, nó không có được tươi tốt như lúa bên Việt Nam của mình. Nhìn cây giống như là cây cỏ vậy đó. Thì bữa hổm trời nắng nóng quá rồi nó khô, nó cháy lủng lỗ 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 hết trơn rồi nè. Với lại người ta trồng bên đây á, thấy cái ruộng lúa nó khô chứ nó không có nước như bên Việt Nam. Hello. Hello. Cầm điện thoại lên là hello. Sĩ mày kia gì à? Cháy của mama mày đó, sĩ xìa mama. Ừ, mẹ con mua đó, cảm ơn mẹ. Mua cái gì chăng là cảm ơn mẹ. Thời tiết đúng kiểu sáng nắng chiều mưa luôn. Hồi sáng trời nắng chen chen vậy đó. Rồi xong cái giờ này trời chỉ mưa âm u hết trơn luôn. Mình trồng được mấy thùng xốp rau này nè. Mà nó sống dai thiệt nha. Hai cái thùng ở bên đây là trồng được 2 năm rồi. Tới mùa lạnh lạnh quá nó quéo lại,
nó không có ra lá có tí nhí gì nè, xong cái bắt đầu trời nắng, cái bắt đầu nó tươi tốt trở lại. Mà hồi bữa hổm giờ trời nắng quá, cái nó bị héo queo hết trơn, tưởng đâu nó chết đó, đổ nước cái nó sống, mát mát lại rồi bắt đầu nó ra tươi tốt trở lại. Công nhận cái này ăn được nhiều luôn á, cắt nó ra, cắt là nó ra hoài luôn. Bây giờ mình đang hấp khoai để anh Hồi làm cái bánh, cái kiểu giống như hình dạng như bánh trung thu vậy đó. Nhưng mà cái bánh này được làm hoàn toàn từ khoai hấp hết luôn. Cái này ai mà không thích ăn bánh trung thu, hoặc là mấy bé mà không thích ăn bánh trung thu có nhân á, thì làm khoai này cũng được. Cái này mình cũng mới học của người Trung Quốc nên bữa nay làm thử. Tự hấp á, bỏ vô cái khuôn nén lại cho nó ra hình dạng như vậy thôi, chứ thật chất ra nó chỉ là cái món khoai hấp thôi. Nhưng mà làm hình dạng này hình dạng kia để cho nó có màu sắc, cho nó đẹp thôi vậy á. Lay quay cái nó một ngày không có làm gì được nhiều hết trơn, công nhận thời gian qua mau thiệt luôn. Phụ ở làng kế bên già rồi đó, nói là người ta đốt pháo với pháo bông này nè. Phong tục của người Trung Quốc á, người mất á thì đốt pháo với đốt pháo bông. Bởi vì bên đây có nhiều cái phong tục khác với bên Việt Nam của mình. Ở bên đây người ta không có cấm đốt pháo, miễn là không có đốt ở trong khu dân cư đông đúc cùng mình. Ở quê thì mua đốt pháo bình thường, và những cái dịp nào đặc biệt lễ Tết người ta mua pháo về đốt. Mạnh nhà ai để đốt gì đó, miễn ai mà mua về thì có thể đốt thôi.